Đây là vitamin E này. Đây là BHT này. Cả vitamin E và BHT đều chứa nhóm chất phenol. Thế thì mình phải nắm được là cái nhóm chất phenol nó có điều kiện gì. Nhóm chất phenol. Chất phenol. Chất phenol là phê song nôn. Chất phenol là chất có OH phải đính vào ca bình thơm. Được chưa? Chất phenol là chất mà có OH phải đính vào ca bình thơm. Vậy có chứa nhóm chất phenol. Đúng. Ok ạ. Công thức phân tử của BHT là C15. Xem nào, đúng C15 không? 1, 2, cộng 3 là 5, 6, cộng 3 là 9, 9 cộng 6 của vòng benzen là 15. Đúng C15 nhá. H này. Đến mắt rồi. 1, 2, 3, cộng 3 là 6, cộng 9 là 15, cộng 9 là 24 cơ. H24 không phải H36. C15, H24, OK. Vì vậy nên nhận xét này sai. Đếm cho an toàn nha. Mình cứ đếm cho an toàn. C là vitamin E là một hợp chất hữu cơ tạp chức. Mình nhìn vitamin E này. Thế điều kiện gì để nó là tạp chức? Thì điều kiện để nó là tạp chức thì đây này, OH đính vào carbon thơm nhá. Điều kiện là tạp chức là phải có hai nhóm chức khác nhau trở lên, hai nhóm chức khác nhau trở lên nhá, thì là tạp chức. Vậy đây có OH đính vào carbon thơm thì nó là nhóm chức phenol. Và đây có O. Đúng không? Có O đây không phải OH, O thôi. Đúng chưa? Vậy anh này là gì ạ? Tạp chức nhá. Vì O này nhóm chức ethe. Đúng không ạ? Vậy tạp chức đúng. BHT nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. Xem nào. BHT có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn ethanol. Thì BHT là nhóm chức OH này là của phenol thôi. Phenol thì cái thằng H của nó linh động hơn nên dẫn đến liên kết hydrogen của nó chắc hơn, vững hơn so với lại alcohol. Vì vậy nên nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi cao hơn ethanol là chính xác. Đấy, lại ăn được một điểm nữa.